Chào tất cả các anh em. Hôm nay mình quay con xe cậu đấy lốp đôi, xe đời mới của vùng Madarak. Xe nhìn rất là bài bản luôn. Xe chắc còn một tuần nữa hoàn thiện, mình sẽ quay tiếp. Đây, thùng rộng 2m, dài 3m6, cao chắc cỡ 1m3, 1m4 gì đấy, khá là rộng, bao chất luôn. Đây phần dưới, cầu không biết mấy tấn nữa đây, 3 tấn rưỡi, 5 tấn gì nhỉ, không rành nữa. Nhíp 2 tầng luôn. Đi lúc đôi gai lớn luôn, bao trơn trượt. Đi lúc 8, 25, 16 của DRC. Nhíp đây 2 tầng, cực dày luôn. Cầu chưa lắp kết đăng. Đây sắc xì dày, ốc đôi hết nhá, trên dưới ốc đôi hết. Xe vùng mình bây giờ toàn đóng thùng lớn như thế này hết, nhìn rất là thích mắt. Xe khá là to nhưng nhìn rất là gọn, sắt đồ này kia nhìn chắc chắn. Đây toàn cánh chiếc vô lăng cầu đấy, tùy vùng nha mọi người. Đầu máy 33 đề, quay chắc không nổi đâu. Đầu máy mới keng cây sữa đen luôn, máy 33. Rất là đẹp, bộ nhông khá là to, chắc hơn 30, gần 35 á. Bộ côn rất là to luôn, đầu sắc xi này kia nhìn rất là bắt mắt. Hai bên tương đương này, xích cũng rất là độc lạ, bộ sàn mới, cách đăng này kia bài bản luôn. Nhìn mấy cái đường hàn biết là thợ chuyên nghiệp rồi. Hộp số 6 số, nhìn thở vào luôn. Thế này thì biết khi nào hư đây, rất là bài bản. Mấy cái đường hàn này thùng đường này khá là rộng, hai bên bỏ đường này thoải mái luôn, không sợ xe hư.